Liên quan vụ nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiết chồng đầu, ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức có thông tin về vụ việc. Qua làm việc, Công an nhận định vụ hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lái xe máy điện chồng đầu là nội dung quảng cáo cho một mẫu xe điện mới, do nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện. Có đơn vị làm quảng cáo xin phép và được đại diện công ty Thuận Việt đồng ý. Ngoài ra khi quay phim, ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế và đội ngũ y tế. Sau đó, đoạn clip được chỉnh sửa, xóa bỏ trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ. Chỉ còn hình ảnh hai nghệ sĩ vừa điều khiển xe vừa thực hiện động tác xiết rồi đăng lên mạng xã hội. Trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào, Công an thành phố Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm. Bởi vì khu vực quay phim, ghi hình là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của luật giao thông đường bộ.